thiết kế tay. Nào các bạn nhìn quan sát nào, tay của chúng ta, tay đây, áo giác năng thì thường đo từ giữa sau, đo kéo ra đằng đây đấy. Và chúng ta ở đây có bao nhiêu, dài tay bằng 93, ngược xong rồi, gấu xong rồi, rồi 93, dài tay đo từ giữa sau, nhớ nhé, dài tay đo từ giữa sau. Thế thì ta để ý này, 93 nhưng mà đo từ giữa sau cơ. Bây giờ ta gì, sẽ nối từ điểm này giữa sau đây qua đường này để xem đường đầu vai này bao nhiêu. Ta vào lệnh gì, modify line length, xem đây 26,62, 26,62. Mới bây giờ mày gì, 93 trừ 26,62 bằng 66,38. Thì ta lấy dương ra là 66,5 đi, đúng không? Sau này ta còn cộng thêm dư khoảng 5 7 ni nữa mà, giải tay đi các bạn. 66,5, ok xong. Vậy chúng ta có gì, giải tay. Ta đo từ đâu? Modify point line, tương đương move point line đấy. Ta kéo dài thằng này ra bằng ô nào, ô nào bao giờ có dấu từ đây 66,5 trừ 66,5 nhé. Cái Xong. lệnh kéo dài này khác với cái lệnh kéo dài lúc nãy ở gấu phải không anh? Đúng rồi, cái lệnh này là đừng đừng nội vi bất kỳ. Đừng nội đừng nội vi, Còn cái này cứ thiết kéo ra thôi. đường đường đứt 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 nè. Ờ. Còn cái kia là đường liền Chu kéo vi. được lệnh đấy. Ừ, chu vi. Chưa. Đường chu vi chúng ta không dùng lệnh này được. Ta dùng lệnh tiếp. Tôi là lấy gì? Please modify please, lấy giả nó bằng bao nhiêu? 66,5. Đấy, để sao cho đúng cái đường này. Xong, ok, tiếp tục. Bây giờ ta đánh chính xác định gì? Rộng cửa tay. Nào, cửa tay. Cửa tay bao nhiêu? Nó cho bao nhiêu? Cửa tay đây nó lại không cho thông số, mà nó chỉ cho thông số gì? Rộng cửa tay khi, sau khi chun, có nghĩa là êm chun ấy, có bằng bao nhiêu thôi? 21,5. Nhưng mà lại không có gì? Không có thông số căng chun. Thì ta làm thế nào? Lại dựa vào cái gì? Cái bảng thông số đâu, của cái tay thường á, ta lại cứ mượn như thế. Xem mày chưa, tay thường ở đây nào, áo tay thường đây, size M, một ngực 110, căng chun là 30, đến tận 110 14 thì cũng là 31, và đến 118 thì cũng là 31, có nghĩa là hai cỡ liền nhau. Giờ ta sang hai cỡ liền nhau tiếp là 32 và 32. Thế thì 118, bây giờ tôi có 122 thì ở đây thì vẫn là 32, 126 thì vẫn là 32, vậy hai cái giống nhau này này. Thế vậy 128 thì là 32,5 đấy. Chúng ta phải suy như thế đúng không, hoặc mượn bảng thông số cái làm nó giống luôn thì ta quy luôn sang. Thế vậy trong trường hợp này là ta lấy gì, rộng cửa tay bằng 32,5. Thế vậy chúng ta sẽ lấy chứ 16,25. Xong. Còn bây giờ rộng bắp tay, tôi lấy rộng bắp tay bao nhiêu bằng 29, nhìn này, 29 đây. Rộng bắp tay 29. 29 thì tôi lấy một đường bất kỳ này. Đây tôi lấy để minh họa cho các bạn đã. Rằng cái này nó không có công thức đâu nhá. Tôi lấy bất kỳ đây này. Perpend on trừ 29. Nào. Để tôi lấy một điểm để tôi tựa đã. Tôi so này. Cái này này. Tôi lấy đường dẫn bắp tay nó là cố định 29 rồi, nhưng lấy lên lên lấy xuống bao nhiêu là do tùy tôi. Để sao cho sau khi thiết kế xong đường cổ à, đường lách và đường tay phải bằng nhau. Thì có một cái kinh nghiệm là gì, khi chúng ta lấy vào này, nếu bạn nào không quen cứ lấy ra ngoài. Xong thì ta vẽ tay thì kiểu gì cũng dương, nếu để ra ngoài này, để vào trong này vẫn có dương. Và tôi lấy vào đây để làm gì? Tôi ngắm một đoạn này, sao cho từ từ đường này ra đây này, ra đây là thành một tam giác cân. Đấy, nhìn này, đường giao với cái nách này, ra đây phải đây tam giác cân đấy. Xong rồi tôi tiến hành vẽ, khi đó chúng ta để sao cho nách và tay phải bằng nhau, hoặc nách thì dư hơn một chút thôi, một hai ni thôi, tại vì đây là giác năng, hai tay đều cong giống nhau, đều là cong thiên. Thế vì vậy là xong đấy, chứ tôi không có lấy công thức hạ thì xuống bao nhiêu nhá. Tiếp tục, bây giờ chúng ta vẽ thôi, digital này, tôi trùng một điểm đoạn, một đoạn này tôi trùng này,
chừng một đoạn rồi, xong giờ tôi vẽ chừng một đoạn nữa đi. Ok, tôi phải chuột chụp paint cover, tôi nối từ đây phát, nhìn chưa, tôi nối này sao cho đằng này nó phải cong ngược lại với thằng gì, ngược lại với gì, với thân nhá. Đấy, tay chức năng thì bao giờ gì cũng gì ngược lại. Còn sau này nếu như mà áo mà hàng kỹ nó lại có cái gì thông số từ HPS xuống đến đây, rộng ngực đến chỗ đường bổ giác năng này của thân trước, được chưa, nó lại khống chế chúng ta để chúng ta không được lượn quá. Hai nữa là nó sẽ có từ đường này đến giữa của khuỷu tay này này, xong rồi thì nó lại khống chế rộng từ đây xuống đây là từ đầu giữa thân sau là xuống đây bao nhiêu, xong rộng ra đây là cái tay này bao nhiêu, nó khống chế rộng của cái tay trên này bao nhiêu để chúng ta lượn qua đó, để tránh hợp lượn sâu quá hoặc nông quá, được chưa. Đấy là những hàng kỹ họ sẽ làm như thế đó. Còn giờ không có người ta cứ gì làm như người ta thôi. Là tiếp tục bây giờ ta là gì, đo thông số bằng lệnh gì, verify line length lách này, đây là lách trước và tay trước này, xem đủ chưa, một cái là 37,83, một cái là 37,87. Ôi mình phục mình quá, sao lại bằng nhau này, chưa, ta lại dùng modify. Sao cười cái gì nào, tiếp tục là kéo xuống này, ta dùng move smooth thì tí này, tôi đã muốn cho tay dư giảm tí cơ chứ không phải bẻ hơn. 9387 chưa, vậy là tay gì, chỗ này phải trùng nhau nhá, vậy là tay với nách mà sao bằng nhau chưa, bằng thì tôi cho bằng luôn, bằng nhau chênh nhau nửa ly ấy. Ok xong, tiếp tục lại gì, crit ta dùng two prime lại, à, dùng digital đi, vẫn lại gì thế, từ gì tay trước cho trùng một đoạn, trùng một đoạn xong rồi lại phải chuột two prime cover bắt vào đây. Đấy, xong. Cái này thì lưu ý, các bạn lưu ý này, có rất nhiều bạn học học sinh học là cái máy máy móc này, khi tôi lấy một cái điểm, lấy một điểm bất kỳ nào, tôi lấy vào đây tôi lượn cái tay này này sao cho nó trơn nó êm đẹp, nếu mà thiếu tay thì ta lại đẩy thằng này xuống này, này đẩy cái này xuống để chỉnh tay, chứ không phải nhiều bạn là gì lấy đây nó lên sâu quá thế là tay bị thiếu, thế là cố tình lại đẩy tay cong vút lên đây này để cho đủ thông số. Tại sao khổ thế, nhưng mà em muốn cho đủ thông số, mà thông số tại sao ta không đẩy cái này xuống, đẩy cái này xuống này, thừa đẩy lên thiếu đẩy xuống, nó có công thức hạ cái này bao nhiêu đâu, đúng chưa, cái này phải lưu ý nhé. Và làm sao chúng ta để tay nó trơn nó êm là được, còn nó không khống chế cái chuyện lên xuống bao nhiêu, chứ không phải là vì thiếu ta cố tình đánh cong thật nhiều để cho đủ, nhớ đây là cái không bao giờ có. Tiếp tục bây giờ ta lại đo gì, mang tay trước và nách trước lại bằng verify lai len 1 2 41,56 41,67. Ôi dư một ly, ok chưa. Và sau này thì dù cái tay nó có thiếu bao nhiêu thì ta tìm cách đẩy lên, thừa đẩy nuôi vào để cho nó bằng nhau, chứ không được phép giờ đẩy nữa vì thân trước ta đã nằm chuẩn rồi, nếu mà giờ đẩy xuống thì được thân tay sau thì hỏng tay trước. Đấy, lưu ý. Tôi xóa này đi, bây giờ tôi vẽ gì, create supine cover xong đấy, ta đánh hơi cầm một tí bụng tay, và bây giờ ta gì mở đối xứng. Đấy, bây giờ tôi mở tất cả chi tiết nào của thân trước, tôi mở sang bên kia bằng lệnh mirror, giữ control nhé, bình thường ta không control thì ta mở đối xứng từng đường, nhưng giữ control thì tôi sẽ chọn hết luôn thân trước cả cái tay trước, phải chuột ok chỉ vào đường giữa. Đấy, cổ trước nữa phải chuột ok, à, cổ trước chỉ vào đây luôn, gấu trước chỉ vào đây luôn, xong. Vậy các bạn nhìn xem chúng ta có gì rồi, toàn bộ tay trước thân trước là tôi copy thêm một cái nữa để tí tôi làm một cái khác. Đây, giờ tôi xóa toàn bộ này, thân trước mở sang hết rồi thì tôi xóa hết thân trước đi, xong tay khổ trước đây xóa 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 sạch, xóa. Vậy chúng ta đã xong gì rồi, thân trước thân sau tay áo giác năng
căn cho em thì cắt đi xong. Vậy là chúng ta xong hoàn chỉnh. Trong trường hợp tôi nhắc các bạn này, trong trường hợp áo này nó không quy định chúng ta gì cả thì chúng ta sẽ lấy vải chính, lần chính sẽ bằng lần lót, không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Nhưng trong trường hợp nếu áo mà nó lại là tay tay thường, trong vỏ ngoài là tay rất năng nhưng bên trong thì lại tay thường thì làm thế nào? Thì đây tôi vẫn đang để nguyên này. Nếu mà nót mà là tay thường thì chúng ta chỉ cần xóa cái thằng chai đi thôi. Đây thì tôi sẽ copy thêm một cái nữa đi để minh họa cho bạn biết rằng là tất cả đều dựa thì cơ bản hết. Đây trong trường hợp này nót, tôi làm nót đi, tôi xóa hết ra những năng đi. Thì vậy giờ nó nguyên bản là cái gì? Nguyên bản ở đây là gì? Nách rồi, ta chỉ việc gì thôi, spring cover. Xong. Ôi, sao mà dễ đến thế? Xong chưa? Tay thường đây, nót tay thường đây. Khác gì đâu. Xong chưa? Xong rồi gì? Mở luôn. Này thì mở qua đây luôn này. Xong. Giờ còn tay đâu? Tay từ đằng này hạ băng tay rồi, nhưng hàm băng tay này nếu mà thiếu đủ thì thôi, nếu thiếu tại đẩy xuống thừa đẩy lên giống như tay kia lại vẽ thường này. Đấy, nhớ chưa? Vì ta đã được cái gì, nót tay thường còn lần chính thì tay chức năng. Đấy là cái mà chúng ta phải nhớ biết cách làm, chưa? Rất dễ thôi, nên là lúc nào ta cũng giữ thân tổng lại để chúng ta làm tiếp tục. Bây giờ chúng ta gì, tạo bấm luôn, khớp cổ luôn nào. Cổ này khớp rồi, đáng ra chúng ta phải khớp trước khi chúng ta gì mở nó xứng tiếp. Bây giờ thì ta tạo bấm thôi, nót ta vào gì, nót đây ta bấm thôi. 15, 15 nhớ nhé. Đấy còn bên đây mới là mang gì, thân sau, thân sau đây ta lên đây khoảng 16 đấy, 16, 17, vậy chính nhau một phân. Đây thế. 16 và 17. Đấy, đây là mang sau, không phải ta đánh nhầm mang đấy. Xong bây giờ ta bóc tách ra thôi. Ship F3. Bóc tách gì? Nách thân sau. Đang nối ship F3 lần lượt này. Xong đặt tên luôn, thân sau nhân 1. Tiếp bóc tách gì, ship F3 thân trước, xong thân trước nhân 2 và tay. Bây giờ ta sắp thẳng thôi. Sắp thẳng các chi tiết này thôi bằng gì, thành gì? Thứ nhất là gì? CF12. Còn nhớ lại nhau, modify set rotate ship F12. Ta chọn gì, một điểm trên một đường. trên một đường thẳng nào đó, đây chọn đường thẳng đấy, đây thẳng rồi, tôi chọn được cửa tay thẳng chưa, cancel, ok. Tiếp tục cái thằng này cũng thế, thằng này thì sao, tôi cho thẳng luôn, ship F12 cạnh này là thẳng nhất rồi, và thằng này nữa thẳng luôn. Xong ta thẳng chi tiết rồi nhưng canh sợi chúng ta chưa thẳng thì ta lại vào ship F5 tìm được zero grain ấy. Lắm. Xong ta chọn chế độ là zero grain grain wrap này, xong chỉ vào canh sợi, chỉ vào canh sợi. Xong xong chưa, trong cơ bơi canh sợi nó quy định là giờ là chiếu x. Vậy sau đó khi chuẩn bị rác chúng ta sẽ xoay 190 độ để nó xoay đúng canh sợi luôn, chưa? Vậy chúng ta đã xong gì, hoàn chỉnh thân trước thân sau
của Tây Giác Đăng, phải không?